Yo, hello nha, chào người nha, chào quay trở lại với channel của mình đây, Từ Từ Đường Phố đến người nha. Xin chào anh em xem hệ tài chính mình nghe Từ Từ Đường Phố đó bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước và video cho anh em xem video vẻ nha. Đầu video anh em tôi xin một like và một subscribe ủng hộ channel phát triển hơn nha, cảm ơn người rất nhiều. Ok, quay trở lại video công chiếu tối nay thì chúng ta cho nhau đi chốt event tặng thẻ cào hôm qua bên kênh Từ Từ Đường Phố anh em. Sau đó cùng nhau đi vui chơi sự kiện kinh hỏa hoạn anh em. Tôi thấy bên fanpage mới có bài đăng mới về tướng này, nghe hay phết anh em, các bạn xem chưa không biết, hay có cả video nữa đấy, khá hấp dẫn, thì chúng ta sẽ nghe qua xem anh em. Ok, tình hình đá bánh này thì xong rồi, hôm nay trưa nay quẩy sự kiện hết rồi, nhà phát mới phát code anh em nhé. Đây, thư quà tặng VIP, tuần VIP anh em, chúc các thị trường chơi game vui vẻ. Tuần này thì khá là ngon khi mà nhà phát hành tặng free rương may mắn kinh. Khả năng mở ra được hay không thì cái này tùy vào nhân phẩm của các bạn, nhưng mà được cái thì cũng ngon anh em, cộng với dương, quả dương may mắn nhận 100k kim cương đến 600 thùng bia. Biết rằng chỉ là hàng quảng cáo nhưng mà nói chung nhìn cũng được các bạn. Ok, nhìn sơ qua thì cũng ngon, nhưng mà luôn các bạn, sau đó thì ghé bên fanpage chơi tí anh em nhé. Hôm nay xem bên fanpage chúng ta có gì vui không. Ok, mở luôn nào. 50 có bị vàng, vớt vát cũng được anh em. Rồi bây giờ mở phát 600 thùng bia. Cũng được có nói chứ nhờ. Bây giờ giá ấy chứ, là kinh mới được chứ. Là ba tướng tạo lao đi, còn thua. Nhưng còn thua rồi anh em. Ok, fanpage nào. Ok bạn, chúng ta ghé fanpage nào anh em. Cái này bên fanpage chúng ta có gì hot không nào. Ok, nhận code tuần tại kame.vn. Cái code tuần này thì là HTST0606 anh em nhé. Mấy các bạn nhận chưa, nó cho nhập rồi, chưa nhập thì tranh thủ nhập anh em. Đây. Rồi, xem nào có gì, hết rồi à. Hết rồi các bạn. Qua group anh em, đây qua group thì có bài này mới về tướng anh em. Rồi gì, tôi qua định này top. Ok đâu rồi, tôi vừa mới thấy bài viết xong mà lại mất rồi. Ok kìa, mới xuất hiện một cái con đen vô quay luôn ra kinh ảo. Ui ông này hên đấy nha, nhân phẩm đấy, vừa ngon nhờ, hốt cốt là được luôn rồi anh em. Đồ con nào giữa hai con này, nên đồ con nào giữa con nào chịu đố mọi người biết con gì đây. Tất nhiên nhìn là thấy rồi anh em, đây không nhầm là BG đâu nữa. Đấy, nhìn thấy đấy rồi. Vô nhìn vụ thảm họa nổ nhìn trông đẹp nhờ. Ồ, nhìn chủ tịch Chopper kia tội không, nhìn còn thương chủ tịch không anh em, làm chịu đạn bay 16 ca máu. Đâu nhìn tôi à, đây đây đây, bài viết này của bạn Nguyễn Hoàng Ân. Chúng xin phép ông Nguyễn Hoàng Ân nhé, mình cũng sâu qua cái bài viết này của bạn tí. Thì bạn này có chơi kinh như một tanker, như tiêu đề bài mình nói chung thì bạn này đặt ra cái này mình thấy test cũng có một test thấy cũng khá là hấp dẫn anh em. Đây đó, test kinh như dạng tanker anh em, bài này điêu theo máu anh em nhé. Cháu này để trước đánh cũng trâu đấy, thấy có vẻ đứng đằng trước là chịu nhiệt của rách cũng được anh em. Thì tôi sẽ test thử luôn, thử xem có được không. Nhẹ con tướng dồn đam cũng khá nhiều anh em. Một độ tải của con này thì cũng khá là ngon anh em biết rồi, độ tải của kinh thì các bạn biết rồi, khá là ok luôn rồi không. Đó, kết hợp với Zyro gọi bộ đồ anh em. Đây triệu hồi anh Sanji lại chơi kiểu quả đốt máu ngày xưa anh em, đúng hợp lý. Rồi trận tiếp theo này. Đây, trận tiếp theo anh em. Đây đây đây, trận này anh em hai rách nhá, gặp hai rách. Thì như này thì Big Mom với cả King sẽ là người chịu đam nhiều anh em, nhưng bạn để ý này. Thì hai rách của đội bạn đi. Đấy, một rách bay màu rồi anh em. Chuẩn bị Big Mom nha, bên mình cũng chuẩn bị thạch toang theo. Đấy. Đánh rách phát bên này chịu sát thương, nhưng nhìn kinh kìa, kinh vẫn đứng thoải mái anh em, dù rằng cũng chịu lượng sát thương của rách, cái lồi tại của rách ở dưới chân rồi anh em nhé. Thế giờ tôi tua chậm lại anh em. Đây này, vì sao tôi đang nói anh em, cái bài viết này tôi đánh giá cao đây anh em, đến đoạn này này, chính là đoạn này các bạn này. Đây đây các bạn đi này, rách và Big Mom đều đang chịu ảnh hưởng của anh em khi Odena lên tấn công rách của đội bạn anh em, và hai cháu nó đều bị nhận sát thương từ cái lồi tại của rách đấy anh em, đều nhận nhau, nhưng mà kinh của chúng ta thì khá là ok bạn, thì vẫn đứng vững được hai chân đó. Dù rằng vẫn luôn nhận hoàn đầu lại sát thương của đội bạn anh em. Đấy.
đánh cơ rồi anh em, có khi để kinh đi bây giờ xem nào con tướng khắc chế lại rách đấy các bạn, có khi hợp lý đấy anh em. Đó. Đấy, tôi xem qua các đoạn video test này tôi thấy cũng hợp lý anh em, thế nó cũng phù hợp. Đấy, phù hợp nhất là vẫn là đoạn đây tôi vẫn nói đây anh em này. Đó, sau khi Odin nào lên tấn công đây, đó. Đây. Rách đồ bạn là bị hẹo luôn anh em nhá, sau cú chém này là hẹo luôn anh em. Đó, nhưng mà Big Bomb thì chịu không nổi lượng sát thương, phải nhận từ nội tại của rách bay màu, nhưng mà kinh nhà chúng ta thì vẫn đứng vững hai chân các bạn, không có gì cả. Ở trận này thì đội bạn cho kinh đứng ở đằng sau à. Đây anh em, đây là chỉ số của kinh bạn đi test nha anh em nhá. Dù rằng rất là trâu luôn, để mà lên tầm này cũng hơi khó khăn. Bull Gamer các kiểu anh em. 6.8 triệu, 977 ca công, 34 ca HP. Đó. Nhưng mà là cái đánh giá khá là cao với kinh của cho nó anh em, khỏe thật sự các bạn. Ok, đang ở bên group mà. Rồi, thôi, nói chung đấy thì cũng thấy bài viết đấy thì cũng chia sẻ qua anh em thấy sao. Sao về việc để cho kinh làm tanker, tí tôi sẽ test thử luôn anh em. Là lướt xem có gì hot nữa không. Ra một lần hai con NS cũng được. À đúng rồi, còn ấy nhỉ, cứ quên anh em. Tối nay tôi phải tranh thủ đi chiến trường các bạn. Thôi, làm clip trong sớm đi chiến trường nữa các bạn. Thôi, ok, quay về game nào. Rồi ok bạn, quay về in game anh em. Album nào. 350. Giờ sẽ giai đoạn bị trùng rất là nhiều anh em. Thôi cứ từ từ thông thả vậy. Rồi ok, giờ chúng ta sẽ thử test như thế nhá. Kiếm một đội hình nào có rách đằng trước các bạn. Còn rách đằng trước thì ổn. À, tôi toàn gặp mấy bác châu bò thôi, đánh cũng khó ăn anh em. Ồ. Oh. Đây bác này test luôn đội hình đấy rồi anh em, chúng ta sẽ đánh thử nhá. Vậy thôi. Không có thì chúng ta chuyển sang chế độ đánh thử anh em. Đây. Đây may bác này có anh em. Không cầm Zyro anh em. Cầm Zyro đi theo thì sẽ không thấy được cái hiệu quả ấy, anh em. Odin à. Odin sử dụng nhanh anh em. Đi luôn. Đây các bạn sẽ nhìn thấy kinh của đội bạn. Và xem đội bạn đánh tôi chính thôi anh em. Xem kinh của đội bạn có bị hẹo không anh em nhé. Liệu có bị phản đam của rách, chứ là cái lôi tại của rách thôi anh em. Tôi chỉ muốn xem cái hưởng của rách, vì này thấy đội bạn test khá là ok. Đó là trường hợp tanker đây anh em. Liệu có phá hủy được cái meta rách hiện tại không anh em. Đang cũng là một cái meta khá là khó chịu các bạn. À đội bạn có Rero anh em. Từ từ các bạn, đội bạn có Zero anh em, vậy thì bỏ đi. Chúng ta cần phải đánh lại các bạn. Có Zero thì bỏ đằng trước anh em. Không cần anh em. Ok các bạn, giờ chưa xem kinh đâu bạn anh em. Và chưa xem kinh đâu bạn có bị lượng sát thương của rách không. Rồi, có lô tại rồi anh em nha, đã bị dính lô tại. Đấy, có anh em. Ui nhưng mà ui không kiểu không. Nhìn win cái anh em bị win tì tụt máu ầm ầm luôn anh em, nhưng mà kinh thì kiểu như muối đốt đi lóc các bạn. Không thấm không thốn luôn ạ. Ui. Wow, kinh đồ bạn thì gần như là muốn hẹo luôn rồi anh em. À quên. Win đồ bạn thì gần như là muốn hẹo rồi, mà kinh thì hắn còn rất là thoải mái các bạn. Kinh đứng chịu rất là khỏe luôn các bạn nhá. Yo. Nhìn lượng giáp này anh em này, nhìn lượng giáp này. Những sát thương nhận đấy anh em. Wow. Cái công hồ như vậy cuối cùng kinh em nhìn này. Wow, lượng máu các thứ chịu rất ít luôn anh em. Có khi phá bỏ được xiềng xích cái meta đấy rồi anh em. Chúng ta sẽ thử đi kiếm xem bác nào nào. Kiếm xem tem bác nào đang chơi có hay không. Để test phát anh em. Có rách không. Holo này. Xem nào. Đây, tem này có rách này anh em này, có rách có đồ này anh em này. Chúng ta sẽ lại đặt cương vị là kinh ở phía trước anh em nhé. Giờ sẽ cho kinh và win ở phía trước. À quên, kinh và Zero phía trước anh em. Bỏ mấy cháu này đi anh em. À không, cũng phải vào. Rồi. Cố đen nữa các bạn, vẫn đầu đen. Rồi, đi các bạn, để xem kinh nhà mình có chịu nổi nhiệt không nha. Kinh nhà tôi là cũng chưa khỏe lắm đâu anh em, nhưng mà thử cho đứng trước xem là có chịu không nổi nhiệt không anh em. Rồi đã dính hiệu ứng này. Ui không chịu nổi nhiệt các bạn. Ui kinh như mình hắn yếu lắm.
Quả này nó rách mà đi thì chắc là kinh hoại, kinh nhà mình hẹo luôn. Ui, vẫn phải điêu mạnh đấy anh em ạ, phải điêu mạnh lên, phải điêu mạnh lên thì mới trải nghiệm được cái cảm giác đấy các bạn. Đây rồi, bác đi đâu rồi, để tìm lại anh em. Đây bấm đây. Đây anh em, đây là của nhà người ta nha, đây là của nhà người ta các bạn, đây là của nhà người ta anh em, đây là của nhà người ta các bạn. Thôi thì cầm vào chơi cho vui thôi. Đây đây, quán này ông vào chịu đam các bạn, đây là của nhà người ta các bạn. Quán đi này, đây đội bạn vào tấn công anh em, nó kinh là dính hiệu ứng rồi anh em nhá. Bay rách thì tôi chỉ cần bị đánh, bị ăn đòn là có bị trừ máu các bạn, nhìn thấy không, không thấm các bạn, không thấm đấy. Nhưng mà nhà mình ra trận thì nó thốn hết tận áo luôn anh em. Như này kinh kiểu uầy, cái gì đấy, sát thương gì đấy, không thấy gì hết nhá. Cái này để làm sao lên được E5 đấy anh em, hôm sau phải lên được E5 thì tôi mới test được cái này cho các bạn coi. Nhưng mà thấy có vẻ phê anh em, có vẻ phá bỏ được hiệu tại cái meta của rách này các bạn, khá ngon đấy. Đi chốt Evan thôi. Ok các bạn, đi chốt Evan nào. Evan tặng Koregosu mới. Đây rồi các bạn, đây, Evan hôm qua đây. Ok, chia sẻ sao chép nào. Ok các bạn, hôm qua chúng ta đã có hỏi đó là trá quỷ Moro dùng là gì thì anh em biết rồi. Anh dỗ như chúng ta không hề dùng trá quỷ các bạn nhé. Giờ tôi sẽ random 3 lần và mong rằng sẽ tìm ra được người may mắn trúng giải anh em. Lần đầu tiên nào. Hello, chào anh em là người mới, chào ơn bạn Zidua nhiều nha. Cảm ơn bạn đã đến với kênh anh ơi. Không có co đè à? Ui, em mà comment chuẩn em nhận được code Đặng Văn Công ạ. Trời ơi, trả lời câu hỏi đàng hoàng, tên Facebook là có rồi. Ô, có bị lag không trời. Bây giờ anh em phải đi copy rồi. Đi copy rồi, Google dịch rồi. Chép anh em. Duy Ngọc Mobi, đi qua Google dịch coi. Ok, nó dịch là không dùng phi tích cực. Không chuẩn các bạn. Vậy vẫn là không đúng anh em. Đâu, cũng đúng nhá bạn. Đúng rồi, không dùng anh em, anh rổ là chúng ta là không dùng các bạn. Ok, nói chung thì chúc mừng bạn Du Ngọc Mobi là người trúng giải Q-code lần này. Vui lòng chị em thông tin gửi qua bên Facebook để nhận quà bạn nhé. Ok. Ở đầu video không chiều tối nay chắc thôi anh em, tôi cũng sẽ kết thúc các bạn ở đây. Hẹn gặp anh em clip theo, cảm ơn dõi theo video kênh từ đường phố rất nhiều. Anh em vấn đề thắc mắc gì comment dưới video nhé. Và anh em thấy sao về cái meta tôi vừa test anh em? Hãy comment để tôi biết. Ra thì bye bye.